Điện tử Hanh Nguyễn xin chào các bác, các anh chị, các bạn và em nhé. Để điện tử Hanh Nguyễn này sẽ test một đôi loa bát 20 hàng xịn mà rời cho bác Niu Văn Dũng, xóm 1, xóm Bình 1, xã Điềm Thị, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, với số điện thoại 0975 410 683. Các bác 20 và xịn, bây giờ em sẽ test trước khi lên đường, em tính em nó cẩn thận em phải test trước. Cảm ơn này, tiếng trống rất là mềm đấy, cái tiếng trống mềm lắm, toàn rất đẹp luôn. Ba thứ nhất em test này, đợt hai test đợt hai này. Đồ em trước khi lên đường em test rất cẩn thận. Đấy. Sống 100% đồ chuẩn chỉu nhá. Trước khi lên đường bao giờ em cũng test thử. Và em bán đôi bát loa xịn này là 1,2 triệu, nếu các bác mua loa rẻ hơn thì là 700. Còn rẻ hơn nữa là nó rơi vào 500. Còn 20 vậy nhá. Cực chuẩn luôn, tiếng ấm, tròn trong và mềm. Em chào các bạn.